Hiện tại là anh em đang vào nhà em Thúy Kiều, Thúy Vân. Bây giờ hai chị em vẫn ở đây à, Phương? À, không lấy chồng. Một người lấy không được, một người lại lấy được nhiều hơn. Lấy được nhiều hơn. Nhưng mà chồng có ở đây không? Chồng em thì có, chồng à, thì không. Yeah. Chồng của đứa chị thì nó không chết. Nhưng cả hai đều có mí nhủa hết à? Thế thì là không trồng mà chửa mới hay đấy nhỉ. Bật quẩm máy kia lên đi để càng đấy. Thúy Kiều, Thúy Vân. Sao đấy? Lại thử thách tiếp à? Lại camera giấu kín à? Lại thử thách cho em mình vào hỏi vợ à? Lại ở mày có lấy tao không à? Vào xin cơm tiếp. Lại xin cơm à? Tưởng là vào hỏi là mày có lấy tao không? Xong là bắt về luôn. Thằng Phiang hôm qua cho mình suýt nữa bị ăn đòn. Hôm nay lại tiếp tục. Nhưng mấy chị em này thì không sợ mấy. Anh Long là anh có võ đấy. Hôm qua này nếu mà cứ lì lì một lúc là bị ăn đòn đấy. Nó cầm cả quả camera. Quả phản ứng của Thúy Kiều, Thúy Vân như nào, xem một kênh của Hòa Công Công, xính một chân ấy. Phát trên kênh của Hòa Công Công à? Xính một chân. Xính một chân đúng không? Nhưng mà tính là Hòa này kênh của hai anh em, nhưng mà Hòa chạy cây IP nhiều. Quay liên tục. Kêu khèo về rồi kìa. Bạn khèo à? Bác chuột. Cuốc thôi. Cuốc thôi. Nếu hắn xuống đường kia nào nhà hát hay lắm. Bây giờ là anh vào để theo dõi nhá. Lại vào xin cơm. Vào xin cơm. Hỏi vợ. Bởi... Và hỏi đứa Thúy Vân là lấy vợ, lấy lấy chồng. Có lấy chồng không à? một người vào xin cơm đấy, hỏi đứa em. Đấy, bây giờ một người lại vào xin cơm hỏi đứa chị. Hỏi đứa chị thôi. Bởi vì hai chị em kia là không biết anh đâu. Đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ vào, thứ nhất là vừa giám sát của em mình. Thứ hai là xem tình hình như thế nào các bác nhá. Đấy. Thấy im ắng lắm các bạn, không biết là có ai ở nhà không. Thấy em mình đi khá là lâu rồi. Toàn trẻ con thôi các bác. Mi tu mi xài. Làm cái gì đây cháu? Thanh niên này đang san cái sân các bạn. Đây, chỗ này nhiều. Không có quần áo. Cháu không mặc quần áo đâu các bạn. Toàn giả. Thanh niên này. Đẹp trai thế. Miên tu à? Miên tu hay miên xài? Từ này miên tu à? Múa. Đi. Miên tu này. Đi không? Nó sợ mình nha. Đấy. Nó sợ mình. Miên tu. Mù ôi xí á? Ơi. Sợ. Ơi. Không à. Không sao. Đấy. Ây xa, toàn những gương mặt rất là lì lợm nha. Được đấy nhờ. Mấy bạn này. Bạn này mấy tuổi rồi? Hả? Bao nhiêu tuổi? Không biết à? Bạn này mấy tuổi rồi? Học lớp mấy? Có đi học không? Mấy bạn có đi học không? Mù cả tơ. Chim mù cả tơ. Ây xa, chưa đi. À, bạn này lớn hơn này. Bạn này học lớp mấy rồi? Lớp 5 à? Thế mấy em này là đang học ở trong này à? Hay học ở ngoài kia? Ở xã hết rồi gì? Mấy em này là lớp 3, lớp 4 rồi phải không? Em này lớp 3. Em này? Thế mà không biết nói à? Chị Pâu hay à? Sợ à? Sợ bác à? Có sợ không? Thế bạn này lớp mấy rồi?
Lớp 4. Ô, lò lò mà không biết nói thế này á, chắc là xấu hổ à. Đấy các bạn, đây là nhà em Thúy Kiều, Thúy Vân. Ờ, nhà chê chị Nho. Thúy Kiều. Nhà chê chị Nho. Ơi. Chào em nhá. Ừ, tua. À, đang nấu cơm à? Ôi ôi. À, nay có rau bí ngon nhỉ? Rau bí rất là ngon. Thế mọi người đi đâu hết rồi? Mỗi mình em ở nhà. Em đi lấy củi. Một mình em khác ở nhà trông nhà. Thế các cháu đâu hết rồi? Trẻ con đi đâu hết rồi? Minh Chay đâu hết rồi? Minh Tu đâu hết rồi? Minh Nhủ đâu rồi? Minh Nhủ. Đâu? Con em đâu? Đây, đây một đứa à? Minh Tu, Minh Chay đồng thế. Ồ. Dưa này là trồng ở đâu được nhiều thế? Ừ. Thế chồng em đâu? Chồng em đi đâu rồi? Chồng bỏ rồi. À, thế có lấy anh này không? Không. Không lấy ha. lấy anh mình rồi này. Ừ. Hôm nay bọn anh vào xem bắt em về làm vợ đấy. Có được không? Có đi theo không? Em mình này nó xấu trai quá, nó không thích đâu, phải thích đẹp trai cơ. Phải thích đẹp trai cơ nhỉ. Em xấu trai quá, nó không thích đâu. Không phải đâu. Không phải hả? Thế có biết anh này không? Không biết á? Không biết anh này à? Đấy, giờ. Anh này là anh mình. Anh ở bên Quản Bạ, Minh Tân. Hôm nay sang đây tìm pony à? Thế là chồng trước là bỏ hẳn rồi à? Thế có định lấy chồng thêm nữa không? Không lấy nữa à? Cứ ở vậy nuôi con à? À. Ôi dồi. À. Ô. Thế chưa? Rồi, chào cháu ông nhá. Vâng. Vâng. Ông là nhà bên này à? Ờ, nhà bên này à. Thế à? Hết dung lượng rồi à? Hết thẻ rồi phải không? Hết thẻ. Ừ. Ô, Minh Tu, Minh Chay. Thế đây là bố à? Vâng, đúng rồi. À, thế là hai chị em là khác ở đây. Thế bố ở đâu? Bố ở nhà này nhá. Bố ở bên dưới này à? Vâng. À. Mà cháu hôm nay vào chơi cùng Phèng Phèng nữa. biết Phèng Phèng không? Biết không? Biết rồi. Biết rồi à, đúng không? À, tí vào đây chơi. Vâng. Vâng. À đây Vân đây à? Vân vừa về đi củi, đi lấy củi về đây đúng không? Phải Vân không? Đây là Vân hay là kia là Thúy? Hả? Vân đúng không? Ừ, chào em nhá. Thế là vừa đi lấy củi à? Hai vợ chồng đi lấy củi về à? Cái củi bỏ đâu rồi? À, để nhà bố, để dưới nhà bố à? Nhà chú là dưới này à? À, thế nhà bên này? Nhà bên này anh cả. À. Thế nhỉ. Thế cái nhà này là nhà gì đấy? Nhà này nhà máy sát. À, máy sát. Máy sát của chú à? À, nhà giàu thế nhỉ. Thế là có điều kiện có máy sát đấy nhỉ. Nhưng mà cái bờ lô này sao vỡ rồi? Không nổ nên gió to mạnh quá. Ủa? Là hỏng nhà hết rồi. Thế là hôm nọ là ở đây là cũng bị bay mất mấy tấm đúng không? Ừ, bay nhiều quá. Đấy. Năm nay gió to đấy. Thế nhà Thúy Kiều Vân này là có bị hỏng tí nào không? Có. Có á? Thế là ở nhà trên này là hai chị em khác ở? À. Thế là chú thì là với ai ở nhà dưới này? Bây giờ chú... À, lấy vợ hai à? Ừ. Ở với vợ hai. Lấy vợ hai nhưng mà con không thấy con khác ở đó. À. Thế lấy vợ hai có mấy cháu nữa? Có hai đứa à. Hai đứa à? Lớn chưa? Hai đứa này à. Ai ồ? Dạ. Hai đứa này? Đúng rồi. Đứa mặc váy với đứa áo vàng đây à? Đúng hai đứa này.
Hai đứa, đứa váy vàng hay là đứa váy xanh? Váy vàng này, váy áo vàng. Áo vàng, ai già. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Già lắm rồi. Già lắm rồi, nhưng mà bao nhiêu tuổi chú ơi? 70 rồi. 70? Ây già, 70 mà khỏe đấy nhỉ, vẫn còn có hai min tu min xài này. Ó tù, y tù min tu, y tù min xài. Me me, mi nhủa. Đấy. Được đấy. Non con có đấy. Thế hôm nay vợ có nhà không? Có. Thế vợ kém hơn bao nhiêu tuổi? Có 50 rồi. Vợ năm nay 50? Ây già, như vậy là hai cháu kia là tầm 4 năm tuổi thôi nhỉ? 4 năm tuổi, thế thì vợ chắc lúc 48, 49 tuổi là đẻ. Tuổi nhau chê à? Ồ, đấy, vợ to khỏe thế này cơ mà nhỉ? Đấy, Ủa, đang ua, ua mỏ à? Ua mỏ, nấu cơm rồi à? Ua mò. Ua mò. Đây là chi chào à? Đi. Đi để lo nhỉ? Quả dưa ở đây to thật đấy nhỉ? Quả nào quả đấy? Ai mà ăn được hết một quả này chắc là no cả ngày đấy nhỉ? Thế là ông hai vợ chồng là với lại hai cháu là ở nhà dưới này. Ồ, năm nay có được nhiều ngô không? Ngô là sắp hết rồi. Ồ, thế thì ở trên này ai ngủ đấy? À, ngủ thôi nhỉ? Tưởng là bóc cử. Trên này là để ngô, để lúa nhờ. Tưởng là có người ngủ đây, có cái màn đây này. Các bạn là có cái màn, tưởng là có người ngủ. Thế à? Chủ yếu ngủ dưới này thôi nhỉ? Ở đây nhiều cây thế mà không làm được cái giường đẹp đẹp à? Này thì ngủ sao được? Thế nhà ông có nhiều trâu không? Bán hết rồi. Tôi bua thì có mấy con. Chuồng lợn thì bay hết mái rồi. Đây có hai con à? À, đây thì có một con thôi nhỉ? Một con me me. Lợn như lợn rừng đấy. À, hai con, ba con. Ơ, con này nó đẻ ra hai con này à? Thế một lứa được hai con đấy à? Để ít quá nhỉ? Thế cái này của ai đấy? Của con rể. À, của chồng của ấy Vân à? Đấy, nhà bố của Thúy Kiều, Thúy Vân là vừa rồi giờ cũng bị gió lốc tốc mái này. Bay mất 1, 2, 3, 4. Đấy, đâu là vỡ. Bay cả mất 3 tấm nóc. À, trong này mưa gió to đấy nhờ. Ở trong này là vừa rồi có nhiều nhà bị hỏng không? Cái nhà sai bên kia. Bên kia bay hết à? Bay hết rồi. Đấy, chỗ này nó gió thoáng thế này cơ mà nhờ. Gió ở dưới khe này lên thì sợ lắm nhờ. Ôi trời, năm nay thì nhiều gió quá. Vâng. Tất cả mua hết rồi. Chú là tên gì nhỉ? À, Trông à. Tên gì? Trông. Trông á? À. Trông à? À. Ừ. Cái gì Trông? À, Thảo A Trông. Thảo A Trông. À. À. Đi đi lên trên nhà Kiều với Thúy chơi. Xem đón nói chuyện với Phiang Phiang. Ơ, Nhom à? Ừ. Đây, lên nói chuyện với Phiang Phiang. Vâng. 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 Rồi. Đấy. Ở đây là nhà Kiều với lại Vân là ba bố con ở ngay gần đây thôi. Tưởng vào thế kỷ 21. Đấy. Đấy, có số nhà riêng đây. À,
làm của gia đình nhà cha Thảo chị Si. Đây, mời các bác vào trong nhà. Phèng phèng vlog. Nó là 22. Cái thành 22 tháng 12. Thế đúng vào dịp Tết đấy nhỉ. Bảo hỏi lấy làm chồng nữa. Có lấy làm chồng không à? Lúc nãy anh hỏi rồi, bảo không lấy đâu. Nhà cửa sạch sẽ thế nhỉ? Ngọt tủ tiếc đẹp nha các anh. Điện nhá. Dưa to thật đấy. Dưa quả nào quả đấy to như người. Bác xem nào. Bác bế tí nào. Bác phèng phèng bế tí nào. Khóc không? Hả? Khóc không? Bế tí nhá. Cùng họ với em á. À. Họ Thảo. Họ Thảo mà. Đợt này bụng to nên phải ngồi đấy. Đây em cũng về đi ngồi đi. Thế bạn Vân này là trưởng mấy tháng rồi? Vân. Dạ. Mi nhùa được mấy tháng rồi? 7 tháng rồi à? Thế là còn 2 tháng nữa là lại oe oe rồi. Được nhỉ. Hai chị em này được cái tóc đẹp nhỉ. Bạn nào tóc cũng dài đẹp mượt mà. Thế là mình vừa lại gặp bạn này à? Hay bạn này? Đây á. Bạn này. Bạn này thì được. Bạn này là tí bạn... là chồng về đấy. Vừa nãy anh này, anh bảo hỏi gì? Anh bảo hỏi gì? Thì Vân phiên dịch cho anh nào. Người quay ra đây. Lúc nãy có ở đây đâu. Em này vừa mới đi lấy củi về à, mà. Anh đi hóa. Hỏi là vừa nãy mình vào hỏi gì? Anh này anh bảo anh hỏi cái gì? Vừa tháng đấy là thứ nhất trên à? Đây bạn này rồi, bạn Thúy Kiều này. Qua người kia quá. Làm sao? Biết dịch thì phải bảo dịch vào đây chứ. Em đang hỏi anh này thì cũng không có toàn cười có trả lời đâu. Bảo hỏi là ông ấy hỏi cái gì? Từ lâu nào? Lên đâu thì quay ảnh bạn. Quay dưới này thôi. Chị Thái Lê à. Ngồi ra đây hả? Em ngồi đây, anh sang bên này cũng được. Đấy ngồi đây, chỗ này các bác xem được. Đây đây. Phèng ngồi chỗ kia bị nóng. Cháy sáng. Cho mấy cân thịt mỡ, rán mỡ. Để rán mỡ lấy mỡ ăn nhá. Thịt thì không mua được nhiều nhưng mà mỡ mua được nhiều này. Chỗ này là thoải mái mỡ rồi. Thế cứ nhìn nhau cười đắm đuối. Nói như nào chứ. Biết nói tiếng Việt nhiều thì nói đi. Vân nói được nhiều hơn à? Phèng. Không là lần sau anh không vào đâu nhá. Em gái là biết nói tiếng phổ thông hơn đúng không? Bảo là phải nói chuyện nhiều nhiều vào lần sau anh ấy vào không là anh không vào đâu. Nói tiếng phổ thông ấy. Chị Bảo Hải thì phải ua với mẹ chứ. Ua nhiều nhiều một tí. Cứ nói tiếng Mông cũng được mà. Không biết nói. Hoa là phải dẫn chuyện đi. Em dẫn chuyện à? Chị đang bảo không biết nói. Thì nên là... Không muốn nói. Thế thì nói bằng tiếng Mông, cứ bảo là ua tiếng Mông đi. Thế đợt này là anh nghe được hết mà, phang phang bây giờ nghe được rồi. Yêu đương ai đâu đúng không? Hỏi. Rồi, phiên dịch chuẩn nó đi. Không yêu ai mà cũng già rồi. Già đâu vẫn còn trẻ đây. Chín mấy?
Sinh năm 93. 93 cũng già đấy nhỉ. 31 tuổi rồi. Vẫn còn trẻ. Trẻ. Thế bây giờ hỏi là hay Hòa, Hòa lấy về làm vợ hai đi. Ông này có được không? Vợ xem thấy. Lại lần sau không cho đi theo vèng vèng luôn. Vèng vèng này mất. Vèng vèng vui thôi. Ừ. Đã nấu cơm tối rồi đấy à? Nói chung là mò lá. Nếu không có tổ. Anh Tuấn. Chào bà nhá. Bà ngồi đây. Bà trưởng mấy tháng rồi? Bà trưởng mấy tháng. Bao giờ đẻ đây? Có biết nhỏ à? Hả? Chị giò này. À chị giò à? Không không phải đâu nha. Ờ tưởng tưởng có mít nhỏ. Ui, chết rồi. Cái gì đấy? À gãy ghế. Nặng quá. Giò giò á. À cũng cẩn thận gãy. Ừ. Mình nặng quá. Mẹ hai các bác. Mẹ hai. Cũng có hai con rồi đấy. Đây này, Minh Trai, Minh Tu này. Minh Tu này được mấy tuổi rồi? Ừ. Tu nè. Đang bảo là nấu cơm để ăn cơm này à? Thằng nấu cơm. Không có gì ăn à? Thế là hai chị em khác ở với nhau. Bây giờ lấy thêm một người chồng về nữa. Thế bây giờ tối thì có ngủ cùng nhau không? Hai chị em có ngủ còn ngủ cùng nhau không? Không, phải ngủ riêng nhé. Em này em ngủ với chồng em chứ. Tưởng đấy. Từng ngủ một chung. Một phòng riêng luôn. À? Có mỗi Thúy Vân, à Thúy Kiều là chị là ngủ riêng thôi. Ừ. Ngủ riêng hay ngủ chung? Ngủ pư à? Hả? Mấy chị bỏ lù kia ấy. Hả? Có ngủ chung nhau không? Không à? Tưởng ngủ chung nhau. Thế biết đợt này làm gì? Đợt này làm cái gì ạ? Ua chị à? Cái này là ua chị nè. À, làm nương, làm lúa à? Không làm lúa à? Cái lúa này. À. Cấy hết xong chưa? Còn nhiều không? Đợt nào ở bên này hay ở bên này? Tức là nương, gần nương đúng không? Làm nương chứ không làm ruộng đúng không? Làm lúa nương. Làm lúa nương thôi. Giống như lúc nãy anh em mình thấy ở trên đỉnh kìa. Họ lấy cây chọc kìa. Đấy xong là tra lúa vào. Còn trên này em còn gạo không? Em còn, đề à? Còn gạo để ăn không? Đề còn không? Còn mua không? Còn nhiều không? Đây chắc là có thì để ở đây hết mà. Có đủ ăn không? Chào ông nhá. Vai. Ông vào đây ngồi. Ông đang hay nói hay cười rồi. Đấy. Đấy ông vào đây phiên dịch. Ông ngồi gần chỗ anh em này. Đây ông ơi, ông cầm. Đây, cho ông đây ông ngồi gần gần người yêu ông đi. Đây. Ông rảo rảo cùng bo lì ông đi này. À tiếp. À tiếp kia. Em ngồi đây. Vâng vâng. Đi đây lấy rau bí à để nấu cơm mà anh bảo là xem có ngô không lấy về ngô về luộc nướng mà có lấy cửa mà về đi lấy củi về lấy ở tận đâu lấy củi ở tận đâu thế bây giờ là cũng chửa như này rồi cũng đi nữa ông nho à à bổ quả quả nào quả đấy dã man nhỉ mỗi anh em quả dưa này to gần bằng đầu phèng rồi ăn chơi à Hòa ăn thật đi Hòa ăn thật một quả đấy đi ăn hết nhá tí về nhà bà luôn mà đi về nếu mình sáng có nhưng mà nặng đấy không mà đồ ăn đâu thế là chồng đi làm đi lấy củi à chồng nhưng mà đi lấy củi à con cần nhiều đấy xa không giờ này cần nhiều vâng cháu đi
Ông ngồi đây không? Cho cháu xin một nửa ông ơi. Ông cứ ngồi đây đi. Không, cho cháu xin một nửa thôi. Đưa đây để cháu bóc. Vâng, cho cháu. Cháu xin một nửa. Khăn nước quá. Đang khăn nước các bạn. Có quả dừa này là. Ông ơi, ông ngồi đây, ông phải múa. Cháu mượn ra. Ông cứ ngồi im đấy. Đấy các bạn, dừa này to lắm. Nếu mà ăn hết được quả này thì chắc là no. Còn nhớ cháu không? Có nhưng mà nơi rồi không thấy trong mình. Thế à? Nên mua được ít mỡ cho nhà Thúy Kiều Thúy Vân. Lần trước lên không có mỡ ăn. Với cả cho một tí kẹo hay tí sữa trẻ con. Rồi. Thế là còn âm cháu. Thế là liền nào mà cháu âm ba cái gì cắn thứ. Dạ. Vậy cho con. Nhưng mà bây giờ ông thì không biết là trong đầu được. Nên là thì nấu cơm xong cho cháu mới đi được. Thôi cháu không ăn cơm đâu bởi vì xa rồi đi về cơ. Thúy Yên ra thị trấn. Xa thì bao nhiêu xa nữa mà tối nay là không đi đến nhà. Không về đến nhà đấy. Xa là không về đến nhà được. Cháu bảo là con gái ông à, đi lấy cho ít ngô về luộc mấy lướng. Nhưng mà không thấy. Này Hoài. À, tao công bây giờ không đi nữa, muộn rồi. Ê, không, hàng gành ở đây mà. Không, cháu ăn rồi. Này. Muộn rồi. Đấy, anh đưa cho Phe một miếng. Không, ăn đi, tí em ăn. Ăn đi. Ăn để lấy sức còn về chứ nhỉ. Đấy, tí. Để đây chắc được nhỉ, hay là cho con lợn ăn đấy. Để đây tí nó khô mà nhỉ. Sao, nhiều quá. Đợt này ăn cơm mới là dưa chuột. Nhìn nó to nhưng không dài. Rồi ông ấy nhỉ. Rồi. Cháu chi cháu rồi. Cái gì ti à? Quả này đi. Nó đi. Ăn dưa. Ăn dưa là nó đi nha các bạn nha. Đây à. Con của ông là bây giờ còn ít tuổi hơn cả con của con gái. Con của Thúy Vân lớn hơn. Con của em là mấy tuổi nhỉ? Bảy tuổi. Bảy tuổi á? Con của con nhanh ông đứa này là bao nhiêu tuổi? Con này ba tuổi. Con này mốt tuổi. Ông có mấy con? Lấy vợ. Hai con. Bây giờ cháu hỏi này ông là ông tất cả có mấy vợ? Hai vợ. Hai vợ. Vợ đầu là có mấy con? Vợ đầu là còn 8 con. 8 con. Ừ. Thế vợ thứ hai? 10 con. Vợ thứ hai là có hai con này. Là 10 con. Thế là 10 con. Ông có muốn cơi lưới nữa không? Còn định đẻ nữa không? Ông còn định đẻ nữa không? Đẻ thêm đứa nào nữa không? Không không. Không đẻ nữa à? Tưởng đẻ thêm một đứa nữa cho bỏ nuôi. À, rồi, nhưng mà chúng mày nuôi cũng được. Vì bây giờ già quá không nuôi. Già quá rồi, thôi nhá. Rồi, già quá không nuôi. Thôi nghỉ thôi. Thế chị này là trước có chồng không? Chưa có. Trước cũng có chồng à? Chồng ở đâu? Chồng về ở đây. Chồng ở đây á? Thế bây giờ chồng đi đâu rồi? Mới rồi. Mất à, tùa già. Thế chồng trước là có mấy đứa con? Mấy có 8 đứa. 8 đứa. Chồng trước có 8 đứa. Chồng của chị này mà 8 đứa. 8 đứa. Đúng rồi. Ông là có trong sang với ông lại đẻ thêm 2 đứa đó. Là 10 đứa. Thế là bằng nhau đấy. Ồ. Ông cũng 8 đứa mà bà 8 đứa. Nhưng mà nhìn phong độ nhỉ? Không phải đâu. Peton minyu adam. À. Cầu à? Chùa cầu nhỉ? Cầu tum minyu à? Gì chùa à? Gì chùa? Gì chùa? Cháu hỏi chút là bên kia có cái nhà ở bên đối diện gốc đa, đấy là nhà mới à? Có cái nhà hay là cái lều đấy? Là cái lều. Cái lều đấy à? Không phải nhà đâu ạ. À? Chắc họ làm nương ngô đấy. Họ làm nương đấy. Trong mang gà lên đấy nuôi ấy. Con của em là sắp đi học chưa? À, sang đợt này nghỉ hè xong rồi có cho đi học không? Này bé cô không đi được. Thấy thì bây giờ nghỉ hè xong là nếu mà gửi vẫn gửi được mà. Mấy nhà trẻ mẫu giáo thì mới được. Thế là chỉ học lớp 1 thôi. Mẫu giáo không được đi học à? Ba tuổi mới đi à? Chịu khó ăn uống rồi nhá, gầy quá. Hiểu không? Chị Pô bảo chị là ăn uống vào
ăn nhiều cơm mà. Đợt này có bị ốm nữa không? Còn phải uống thuốc nữa không? Ăn nhiều. Hả? Ăn. Anh trưởng còn tiền một 200 đấy không? Em mượn đi. Còn mỗi 100 này. Hòa còn mượn. Còn 150 à? Để cho bao nhiêu? Em cho mỗi người 100 thôi, em cũng không còn chục. Đấy, thế là đủ 200. Anh không có tiền nhiều đâu nhá, nhưng anh cho mỗi người 100 để mua thi thoảng là mua cái gì cho con cái cần đấy. Để tiền lẻ thôi. Cho xây khó thì làm được. Đây, anh cũng không có nhiều đâu. Cho để mua đường, mua sữa, mua các thứ cho con nhá. Anh cũng không có nhiều. Nếu mà anh có nhiều thì anh sẽ cho được nhiều nhé. Anh rất là quý các em ấy. Nên là đường xa từ tận Hà Giang vào đây xa lắm. Cố gắng nuôi con nhá. Đừng để con khổ biết chưa. Là chịu khó bây giờ có con phải đi làm thêm vào. Không ai kiếm nó lớn nên là nó không có gì ăn nên nó sẽ khổ biết chưa. Mình phải làm nhiều hơn nhá. Con thực tế đó nó mà. Đấy là sắp khóc rồi. Mất tay khiến nó này. Bây giờ vất vả. Xem là làm thêm lương lên bãi đi. Cấy thêm lúa, nuôi thêm gà, thêm các thứ vào. Biết chưa? Thì mới thoát được nghèo. Ngày trước cũng may là làm được cái nhà không thì ở cái lều bé bé này này. Hai chị em là khác ở. Hai chị em khác ở đúng cái này luôn, không có cái lều này. Khó khăn lắm. Bố đây, nhưng mà bố thì bây giờ vẫn phải lo thân bố, lấy vợ mới. Thêm hai đứa con nữa. Ra ở riêng ấy, kiểu bắt đầu khởi nghiệp lại từ đầu. Mệt đấy. Ông chia thêm đất cho con ông đi. Có đất nhiều không? Con không? Có nhiều đất không? Phải chia, ừ. Chia chứ. Bây giờ sẽ chia nhé, bà là chứ đầu nữa là. Ông này chơi bài chắc ăn, ông phải chia cho người ta mới chịu khó để làm. Ông chia cho cháu một ít, cháu vào đây cháu ở. Được không? Cháu ở với Thúy nhá. Đứa mà được không ông? Không biết được mà. Ông ơi. Ông chia cho cháu một ít đất, cháu vào đây ở với Thúy nhá. Vâng. Cháu ở không? Được. Nhưng mà không có ruộng. Ờ không có ruộng. Ờ không có ruộng à? Ờ ruộng nương được. Cho cháu một ít nương nhưng mà cháu lấy Thúy nhá. Là ông An đến phải mấy là cháu cũng được cái rồi. Đấy, xong rồi khoảng 1-2 năm nữa Phèng vào thăm là thấy anh Trường giống như anh Long. Đừng bây giờ cuộc sống vất vả đấy. Có đẻ thêm nhá. Đấy ít thôi. Đừng tạm thời đừng có lấy ai biết chưa? Không biết em, rồi nhưng em nào. Nói đi, bảo là đừng có lấy nữa, có con nữa là khổ ấy. Chính giờ nhà này có tu hành. Còn đâu bảo. Rồi. Lấy ông nào nó tốt một tí hăng lấy. Không biết không ấy là suốt ngày rượu chè là mệt lắm. Nghe chưa? Nghe rồi anh chưa? Mà em nữa. Bây giờ có đẻ ra đã xong là từ từ cũng đẻ nhá. Đẻ ít tù thôi. Đấy, hai con à. Bây giờ o tù rồi. Hai đứa rồi. Chăm cho con tốt nhá. Mua sữa, mua đường hay là có khó khăn gì anh bảo này. Có số điện thoại của anh rồi đúng không? Có khó khăn gì phải có anh nhá. Bởi vì ở xa. Thôi anh đi về đây, đường nó xa. Rồi. Nhá. Đi. Đi về đi anh nhỉ? Về đây. Nhớ cái này là dán mỡ đây để xào rau ăn nhá. Nghe chưa? Rồi. Đi anh em. Rồi. Thôi không lấy đâu. Không lấy đâu, không lấy đâu. Chịu à? Chịu à, chịu à, cảm ơn thôi. Cho xanh thôi. Chịu à? Chịu à, chịu à. Mua oxy thôi. Thôi cố gắng nha em nhá. Cố gắng nhá. Chịu khó làm xong trông con trông cái cho nó tốt vào nhá, cho nó đi học nhá. Năm nay hết hè là cho cháu đi học nhá. Cho đi mầm non ở trên này thôi đúng không? Hay là ở ngoài này? Ở Lùng Hòa, đây thuộc thôn Lùng Hòa hay là Lùng Cao à? Thế là phải lên vào vùng Lùng Cao để học rồi. Ừ. Mầm non là đi học rồi. Thôi bọn anh đi về nhá. Ừ.
chưa về. Ngồi. Alo, hiệp à? Em cho anh xin. Rồi, chào hai em nhá. Anh đi về đây. Hôm trước anh xin lại tuyên bố mất, anh đang tính cho. Rồi, bây giờ là mù chê thôi. Đấy, hôm nay mình lang thang đi quay hậu trường của Phép Phèng Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Chào nha. Rồi, ok. Rồi, đi về thôi. À, quả ấm nhất nhờ được quả dưa mang về rồi.